Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau đây. Đảng bộ xã Tân Lập đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chư Bâng lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng ủy xã Chư Bô lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Búc tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua số 2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Công an huyện Krông Búc tổ chức lễ ra quân hưởng ứng ngày phòng chống ma túy năm 2020. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm trật tự xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Krông Búc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch về thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại xã Chư Bâng. Chương trình buôn vui chơi, buôn ca hát lần thứ 2 năm 2020. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trao tặng bò lai sinh sản cho hộ nghèo tại huyện Krông Búc. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Krông Búc phối hợp tổ chức kỳ thi thăng cấp Taekwondo năm 2020. Hội đồng Nhân dân xã Bân Đờ Răng khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường. Mô hình con đường hoa của chi hội phụ nữ thôn 12 xã Bân Đờ Răng. Phần cuối chương trình là phóng sự đảng viên Đậu Ngọc Hải làm kinh tế từ mô hình tổng hợp. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày 23 đến 26 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ xã Tân Lập, Đảng bộ xã Chư Bâng và Đảng bộ xã Chư Bô đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 23 tháng 6, Đảng bộ xã Tân Lập tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến sự đại hội có đồng chí A Jun Hờ Hương, Phó Bí thư Huyện ủy Krông Búc, các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng huyện ủy cùng 79 đại biểu đại diện cho 187 đảng viên toàn xã. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã Tân Lập, kinh tế xã hội quốc phòng an ninh địa phương đã có nhiều khởi sắc, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm 85%, thương mại dịch vụ chiếm 15%, tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm đạt 300 tấn. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ là 30 triệu đồng trên một người một năm, thu ngân sách đạt 100% và thu vượt 10% kế hoạch đề ra, chi ngân sách đảm bảo chi trong dự toán đúng mục tiêu, các chính sách giáo dục, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm từ 2 đến 2,5%. Hiện nay, xã Tân Lập đã đạt 18 trên 19 tiêu chí, phấn đấu trong thời gian sớm nhất sẽ đạt 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Với sự quyết tâm cao của Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Lập đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể và nhân dân, các dân tộc trên địa bàn xã ra sức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt là nghị quyết của Đảng bộ xã lần thứ 2. Trong 5 năm đã tổ chức 32 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của các cấp với tổng số 2.414 lượt người tham dự. Năm 2015, tổng số đảng viên là 149 đồng chí, sinh hoạt tại 13 chi bộ. Đến nay, toàn xã có 14 chi bộ với 187 đảng viên, tăng 51 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ. Công tác đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc. Bình quân hàng năm, tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh là 64,38%. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bình quân hàng năm đạt 89,08%. Đại hội cũng đã thông qua 17 chỉ tiêu phát triển chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại đại hội, đồng chí A Jun Hờ Hương, Phó Bí thư Huyện ủy Krông Búc đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Tân Lập. Đồng thời, đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết nhất trí, cán bộ đảng viên và nhân dân sẽ nỗ lực hơn nữa xây dựng địa phương ngày càng phát triển, sớm đạt xã nông thôn mới trong thời gian tới. Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra 13 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Lập khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Ngô Trung Vinh được tín nhiệm giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 24 tháng 6, Đảng bộ xã Chư Bâng tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại đại hội, các đại biểu đã trực tiếp bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy khóa mới. Dự đại hội có đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, bí thư huyện ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng và văn phòng huyện ủy,
các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã và 124 đại biểu chính thức của đại hội. Đảng bộ xã Chư Bông có 27 chi bộ trực thuộc với 292 đảng viên trong nhiệm kỳ 2015-2020 dưới sự lãnh đạo của đảng bộ xã. Tình hình kinh tế xã hội của Chư Bông tiếp tục phát triển tương đối toàn diện, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ phát triển khá, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, quốc phòng an ninh được giữ vững, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 38 triệu đồng, công tác khuyến nông được tăng cường, việc áp dụng cơ giới hóa và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp ngày càng mở rộng, góp phần tăng năng suất lao động, đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã đạt 17 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và một tiêu chí cơ bản đạt. Về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố kiện toàn, phương thức lãnh đạo của đảng được đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và đảng viên ngày càng nâng cao, quy chế dân chủ được phát huy, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân với đảng và chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từng bước nâng cao nội dung và hình thức hoạt động, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 85 đảng viên. Việc triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị đã trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, bước đầu đạt được kết quả tích cực. Về dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chư Bông lần thứ 9, đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Bí thư Huyện ủy, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Chư Bông đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng đã đề nghị các đại biểu tham dự đại hội cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để thực hiện tốt các nội dung chương trình đại hội đề ra. Đại hội cũng đã tập trung thảo luận về dự thảo văn kiện đại hội, xây dựng phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, các đại biểu chính thức tham dự đại hội đã trực tiếp bầu ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng ủy xã Chư Bông nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Qua đó, đại hội đã bầu 19 đồng chí có đủ uy tín năng lực vào ban chấp hành, bầu 4 đồng chí vào ban thường vụ. Với sự tín nhiệm cao của toàn thể đại hội, đồng chí Yên Nhất Cơ Bá tiếp tục được bầu giữ chức vụ bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Văn Tiến và đồng chí Trần Thành giữ chức vụ phó bí thư Đảng ủy khóa 9. Trước sự chứng kiến của toàn thể đại hội, ban chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu Đảng bộ xã Chư Bông đi dự đại hội Đảng bộ huyện Krông Búc đã ra mắt nhận nhiệm vụ. Đồng thời, đại hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chư Bông lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 6, Đảng bộ xã Chư Bô đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Bí thư Huyện ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng huyện ủy và 109 đại biểu chính thức đại diện cho 405 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã. Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020 với tinh thần chủ động, phát huy nội lực cùng với sự lãnh đạo sát sao, Đảng bộ và nhân dân xã Chư Bô đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục, an ninh quốc phòng, nhiều chỉ tiêu vượt so với nghị quyết đại hội lần thứ tư đề ra. Xã Chư Bô cũng về đích xây dựng nông thôn mới vào năm 2018. Hiện nay, toàn xã có 5 trên 7 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1, có 20 trên 21 thôn buôn đạt văn hóa, chiếm 95,38%. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý được nâng cao, gắn liền với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12. Hàng năm, Đảng bộ duy trì thực hiện nghiêm túc việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ đảng viên. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm chú trọng. Trong 5 năm đã tổ chức kết nạp 80 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Chư Bô đề ra mục tiêu nhiệm vụ là phát huy sức mạnh tổng hợp và tinh thần đoàn kết thống nhất của toàn Đảng bộ, tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ xã Chư Bô trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại hạn chế và phương hướng cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng bộ xã Chư Bô cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động mọi khả năng của toàn Đảng bộ và nhân dân để xây dựng địa phương phát triển một cách bền vững. Với tinh thần tập trung dân chủ thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 24 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Búc. Đồng chí Ili Mở Lô được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã Chư Bô, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 6 tháng 6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Búc đã tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua số 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị do đồng chí Lê Xuân Sương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk chủ trì. Cụm thi đua số 2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk bao gồm 5 huyện: Krông Búc, Ehe Leo, Krông Năng, Krông Anna và Chư Quynh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ehe Leo đã thông qua dự thảo tóm tắt báo cáo thực hiện 5 nội dung: giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của cụm thi đua số 2. Với các nội dung như tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, động viên nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước, thực hiện dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Hầu hết mặt trận các huyện trong cụm thi đua số 2 đều triển khai tổ chức thực hiện 5 nội dung giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020 đạt nhiều kết quả tích cực. Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 6 tháng 6, Công an huyện Krông Búc tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày phòng chống ma túy năm 2020. Buổi phát động nhằm nâng cao nhận thức của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, nhân dân, lực lượng vũ trang, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên trên địa bàn về pháp luật phòng chống ma túy, những quy định về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, tích cực phòng ngừa tệ nạn ma túy và hưởng ứng Ngày Quốc tế, Ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Tuyên truyền, giáo dục và tư vấn về cai nghiện ma túy, quản lý giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Thông qua buổi phát động này, cán bộ chiến sĩ công an huyện càng nhận thức rõ vai trò trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè, người thân và nhân dân trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Sau buổi phát động, cán bộ chiến sĩ công an huyện đã diễu hành dọc tuyến đường hai xã Chư Né và Bương Đờ Ra. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng ngày 6 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, trật tự xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Krông Búc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch về thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại xã Chư Bâng. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo công an huyện Krông Búc thông qua kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp trọng điểm về trật tự an toàn xã hội, báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn xã Chư Bâng thời gian qua, triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn ban chỉ đạo xã. Trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Chư Bâng cơ bản ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như các đối tượng trộm cắp tài sản ngày càng tinh vi, liều lĩnh và hết sức manh động. Tình trạng vi phạm pháp luật như cố ý gây thương tích, vi phạm luật giao thông đường bộ, sử dụng trái phép chất ma túy vẫn còn diễn ra. Vì vậy, thực hiện việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại xã Chư Bâng nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng chống tội phạm ở địa bàn cơ sở, tuyên truyền phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân, xã Chư Bâng, thực hiện thành công chuyển hóa địa bàn phức tạp trọng điểm về trật tự xã hội thành địa bàn an toàn, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn,
vào sáng ngày 3 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Rông Búc đã tổ chức trao tặng 14 con bò sinh sản cho 7 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đợt này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Rông Búc đã hỗ trợ 7 cặp bò giống sinh sản trao tặng tới các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 6 xã của huyện Cờ Rông Búc. Kinh phí mua con giống được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trích từ nguồn quỹ vì người nghèo của huyện năm 2020 trị giá 210 triệu đồng. Phát biểu tại buổi trao tặng, đồng chí Hợ Sơn Nie, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, mong muốn với sự quan tâm hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các hộ nghèo sau khi nhận bò cố gắng chăm sóc nuôi dưỡng thật tốt để đàn bò phát triển khỏe mạnh, sinh sản, tạo nguồn thu nhập vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Câu lạc bộ Taekwondo huyện Cờ Rông Búc đã phối hợp tổ chức thi nâng cấp đai lần thứ nhất năm 2020 cho các em võ sinh. Đợt thi nâng cấp từ cấp 8 lên cấp 2 lần này có 60 em võ sinh tham gia. Đây là các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở của các trường học trên địa bàn xã Bơn Đờ Rang đã theo học lớp Taekwondo, Câu lạc bộ Taekwondo huyện Cờ Rông Búc tổ chức thời gian qua. Đây là cơ hội để các em võ sinh thể hiện được năng lực của mình trong quá trình rèn luyện học tập. Qua đó sẽ tuyển chọn được các vận động viên tiêu biểu để lên đai và đồng thời tham dự giải Taekwondo vô địch các lứa tuổi tỉnh Đắk Lắk diễn ra trong thời gian tới, đồng thời nhằm góp phần đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao của huyện Cờ Rông Búc, đặc biệt là môn Taekwondo. Tham gia thi nâng cấp, võ sinh đã được các trọng tài của Hội Taekwondo tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chấm điểm và đánh giá trực tiếp. Kết thúc đợt thi, có 100% võ sinh tham dự đạt điều kiện để lên đai. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 5 tháng 6, Hội đồng Nhân dân xã Bơn Đờ Rang khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Đến dự có đồng chí Phạm Đăng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Bơn Đờ Rang đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Văn Hùng, thông qua tờ trình về việc đề nghị bãi nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân xã, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Vũ Thị Nhung. Hội đồng Nhân dân xã Bơn Đờ Rang đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã và bãi nhiệm Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân xã. Thường trực Hội đồng Nhân dân xã cũng đã thông qua tờ trình bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Vũ Thị Nhung. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu tín nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bơn Đờ Rang. Kết quả, đồng chí Trần Quang Mạnh đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 22 tháng 6, tại sân vận động Buôn Chư Canh, xã E Xin, Phòng Văn hóa huyện đã tổ chức chương trình Buôn Vui Chơi, Buôn Ca Hát lần thứ 2 năm 2020. Về tham dự hội thi Buôn Vui Chơi, Buôn Ca Hát lần thứ 2 có các đội thi đến từ các buôn E Pông, buôn Chư Mở Tao của xã E Xin. Hai đội thi cùng tham gia các loại trò chơi dân gian truyền thống như nhảy bao bố, đi cà kheo, kéo co, đẩy gậy nằm nữ. Tại từng môn thi đã thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia thi đấu, cổ vũ và động viên. Hôm nay em rất vui và rất hạnh phúc và được tham gia môn thể thao cùng các bà con và hàng xóm và trong buôn làng lâu lâu có một lần. Bên ban tổ chức huyện Cờ Rông Búc có tổ chức cho xã Ea Xin tham gia hội buôn vui chơi buôn ca hát, thì tôi cũng rất mong thì sau này cũng có một cái tổ chức nữa để bà con của chúng tôi trong xã Ea Xin thì được tham gia các buổi lễ tổ chức thể dục thể thao với lại văn hóa văn nghệ. Chương trình Buôn Vui Chơi Buôn Ca Hát còn giúp cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực học tập, lao động sản xuất. Đồng thời, chương trình cũng là ngày hội giao lưu văn hóa giữa các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, là dịp để các nghệ nhân, vận động viên trao đổi kinh nghiệm trong công việc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Kết thúc phần thi trò chơi dân gian, ban tổ chức đã trao giải nhất cho các môn nhảy bao bố cho buôn chưa mở tao, giải nhất đi cà kheo cho buôn chưa mở tao, giải nhất môn kéo co cho buôn eo bông, giải nhất môn đẩy gậy thuộc về buôn chưa mở tao. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bắc Đờ Rang đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Mô hình con đường hoa do các chi hội thôn buôn đảm nhận là một trong những điểm nhấn của chương trình này. Đây là con đường hoa của chị em hội viên phụ nữ thôn 12 xã Bắc Đờ Rang. Mô hình này đã được hình thành trong khoảng thời gian từ 3 năm trước với sự tham gia của toàn thể hội viên chi hội. Trên chiều dài của tuyến đường khoảng 1 km đã được các hội viên chi hội phụ nữ thôn 12 trồng các loại hoa như mười giờ, hoa lạc, thủy tiên, hoa bóng nước, hoa dừa. Nhờ sự chăm sóc của các hội viên, đến nay tuyến đường đã được phủ đầy hoa với màu sắc đa dạng rực rỡ, tạo một cảnh quan xanh sạch đẹp, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường và đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Những ngày này, đến thôn 12 xã Bắc Đờ Rang, vào khoảng thời gian từ 9 đến 10 giờ sáng, các loài hoa khoe sắc khiến đoạn đường của thôn như bừng sáng. Để thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do phụ nữ huyện cũng như xã tổ chức phát động, thì chị em phụ nữ thôn 12 cũng đã đăng ký xây dựng mô hình con đường hoa để gắn với con đường phụ nữ tự quản, để tiến tới xây dựng mô hình nông thôn kiểu mẫu của xã nhà cũng như của huyện phát động. Để việc triển khai thực hiện mô hình có hiệu quả, chi hội phụ nữ thôn 12 đã vận động các hội viên tiến hành trồng hoa ven đường nhằm xây dựng các tuyến đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp, góp phần bảo vệ môi trường sống trong lành, làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm. Để các loại hoa được sinh trưởng phát triển tốt, chị em đã phân công nhau làm cỏ, phun đất trồng hoa. Hoạt động này của chi hội phụ nữ thôn 12 xã Bắc Đờ Rang thời gian qua nhận được sự ủng hộ, ghi nhận của cấp ủy, ban thôn và hội phụ nữ cấp trên, đồng thời thu hút sự tham gia nhiệt tình của người dân địa phương. Trong những năm qua, chúng tôi đã xây dựng được hơn 40 cái con đường hoa gắn với xây dựng nông thôn mới. Các cái con đường hoa thì cũng đi vào mang lại cái cảnh quan xanh sạch đẹp cho các cái xã, để rồi cái xã đạt chuẩn nông thôn mới rồi thì tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Và đặc biệt là năm 2020 thì chúng tôi cũng có 90 cái hành động thiết thực gắn với 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Chúng tôi cũng đã đăng ký cái công trình phần việc trong cái việc xây dựng nông thôn mới, đó là xây dựng các cái con đường hoa. Và con đường hoa cũng là những cái công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay trên địa bàn huyện Cơ Đông Búc nói chung và xã Bắc Đờ Rang nói riêng, nhiều tuyến đường hoa do chị em phụ nữ và người dân địa phương trồng, chăm sóc ngày càng lan tỏa. Sự hình thành các tuyến đường hoa đã làm thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường, ý thức làm đẹp cảnh quan, thôn xóm đã được nâng lên rõ rệt. Tại nơi đã trồng hoa, không còn tình trạng người dân vứt rác bừa bãi. Qua đó, các chi hội đã thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Ông Đậu Ngọc Hải làm kinh tế từ mô hình tổng hợp. Xuất thân là công nhân của nông trường cao su Chư Bô. Đến nay, cả hai vợ chồng ông Đậu Ngọc Hải đã nghỉ hưu để vui vầy cùng con cháu và chăm sóc điền viên. Ông Hải cho biết, trước đây đất rẫy nhiều, nhưng khi các con lập gia đình, tuổi lại cao nên ông đã giao lại cho con cái chăm sóc. Vợ chồng ông chỉ chăm sóc 4 sào đất trong vườn và 1 hecta đất nông nghiệp. Hiện tại, trong vườn nhà, cây tiêu đang bắt đầu bị bệnh và kém năng suất. Ông Hải đã trồng các loại cây ăn quả, xen canh, để không để đất trống và đa dạng cây ăn quả. Các loại cây ông Hải lựa chọn để trồng bao gồm sầu riêng, bơ, mít, vải, chôm chôm. Mặc dù ban đầu trồng để cải thiện đời sống hàng ngày, nhưng trong năm vừa qua, ông Hải đã có nguồn thu gần 100 triệu đồng từ nguồn thu hoạch bơ và sầu riêng. Bây giờ mình về thì hai ông bà này có ở trong vườn để mình trồng cây đấy. Vừa tăng thêm thu nhập. Đấy, nhưng mà vừa làm cái bản thân mình nó có khỏe này. Đấy, nó vui vẻ với con cháu rồi, cây cối trong vườn mình chẳng đi làm cái gì cả, khác ngoài rồi đấy thôi, mình làm như vậy nó vừa khỏe con người này.
Đó, nhưng vừa có thêm thu nhập. Đó. Mà hơn nữa là ở trong cái vườn của mình ấy, là ở trong cái khu dân cư. Cho nên là mình sử dụng là cái thuốc sinh học là chủ yếu. Chứ mình cũng thể là sử dụng được cái là mình vừa bảo vệ cho bản thân mình, vừa bảo vệ cho cộng đồng. Bên cạnh đó, tận dụng địa hình gần đập thủy điện của khu vực nông trường, ông Hải đã đào ao dẫn nước từ đập vào để nuôi thả cá. Mặc dù nuôi cá không để kinh doanh, nhưng đây là một trong những nguồn thực phẩm thường xuyên của gia đình ông. Để tiết kiệm diện tích cũng như phù hợp với đặc tính phát triển, ông Hải đã trồng 5 cây mít không hạt, lấy giống từ miền Tây. Ông cho biết hiện nay trên thị trường chưa có loại mít không hạt này, nhưng gia đình ông đã có thu được 2 năm, không những trồng cây ăn quả và nuôi cá. Ông Hải còn chăn nuôi gà và bồ câu để cải thiện bữa ăn cho gia đình và cung cấp cho những ai có nhu cầu. Thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên của vợ chồng đồng chí Hải là nói chung là luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, là mà cùng cái tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế sản xuất là trong cái việc sử dụng là thực hành tốt về nông nghiệp đó. Và cũng là tiêu biểu về đạo đức tác phong, về học tập tư tưởng đạo đức phong cách Bác Hồ. Không những chăm lo làm kinh tế khi tuổi xế chiều, lấy thu vui điển viên làm động lực phấn đấu, ông Đậu Ngọc Hải còn là một đảng viên gương mẫu trong chi bộ, luôn thực hiện nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ông còn tuyên truyền đến con cháu và bà con nhân dân thực hiện nghiêm hương ước của địa phương, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tạo niềm vui cho bản thân khi tuổi về già. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.